Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Tin cực nóng, cần quy trách nhiệm cá nhân, xử lý nghiêm những đối tượng gây lãng phí. Thưa quý vị, mới đây những con số biết nói về lãng phí trong lĩnh vực công giai đoạn 2016-2021 được Đoàn Giám sát tối cao của Quốc hội công bố đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, cử tri cả nước. Theo đó, số liệu dù mới được tổng hợp bước đầu cho thấy, trong giai đoạn 2016-2022, phát hiện và xử lý 12.640 vụ vi phạm các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. Lập dự toán sai chế độ, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn, định mức gần 2.553 tỷ đồng. Trong 6 năm, có 3.845 cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí, sai chế độ đã được phát hiện với số tiền 883,2 tỷ đồng. Nói đến lãng phí trong khu vực công là nhắc đến những dự án treo, những công trình đắp chiếu qua hàng chục năm, sự lãng phí nguồn lực xã hội, lãng phí ngân sách nhà nước. Có thể điểm qua như dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đồng khởi công xây dựng cuối năm 2014, dự kiến hoàn thành vào năm 2017. Sau gần 2 năm chậm tiến độ, đến tháng 10 năm 2018, khu khám bệnh thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đã chính thức được khánh thành. Thế nhưng sau gần 4 năm, việc đưa khu khám bệnh vào hoạt động vẫn chưa được thực hiện. Còn tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, tháng 10 năm 2018, cũng diễn ra lễ khánh thành phòng khám bệnh đa khoa của bệnh viện. Thế nhưng đến tháng 3 năm 2019, phòng khám này mới chính thức đón tiếp bệnh nhân khám chữa bệnh. Tuy nhiên, sau một năm đi vào hoạt động, tháng 3 năm 2020, bệnh viện thông báo chính thức tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Tại Thanh Hóa, từ năm 2014-2020 đã thu hồi 24 dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhưng sử dụng lãng phí, không đúng mục đích, đầu cơ đất, chậm đưa vào sử dụng. Hay như ở Ninh Bình, dự án xây dựng trường Đại học Hoa Lư có tổng mức đầu tư 1.352 tỷ đồng và được triển khai từ năm 2011. Sau hơn một thập kỷ vẫn bỏ hoang và chưa hẹn ngày hoàn thành, đưa vào sử dụng. Những câu chuyện trên cho thấy đã đến lúc cần có các giải pháp để chấn chỉnh, chấm dứt vấn đề lãng phí hiện nay, cần áp dụng khung xử lý hình sự đối với trường hợp gây lãng phí. Bàn về vấn đề lãng phí trong khu vực công, trao đổi với tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Bá Thuyền, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, nhận định hiện nay lãng phí xảy ra ở nhiều lĩnh vực, ở các ngành, các cấp khác nhau. Tuy nhiên, việc xử lý chưa thực sự quyết liệt, nghiêm minh nên khó chấm dứt thực trạng này. Đặc biệt trong ngành y tế, ngành giáo dục, nhiều dụng cụ thiết bị mua sắm về nhưng không sử dụng. Riêng trong môi trường giáo dục, còn tình trạng trường học bỏ hoang, dụng cụ học tập của học sinh mua về chỉ để trong kho và không được sử dụng gây lãng phí. Nguyên nhân vì việc mua sắm thiết bị không xuất phát từ nhu cầu thực tế. Chúng ta mua đấu thầu tập trung, mua về nhưng không đúng với nhu cầu thực tiễn ở cơ sở, ở các trường học. Đây cũng là một lỗ hổng lớn rõ ràng, khi đấu thầu tập trung cũng phải xuất phát tính toán nhu cầu thực tiễn ở các cơ sở như thế nào, bởi lẽ khi thiết bị mua về không phù hợp thì không thể sử dụng. Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nêu quan điểm, lãng phí xảy ra rất nhiều, nhưng nếu ta chỉ đưa ra những con số mà không có hình thức xử lý vi phạm, không quyết liệt trong vấn đề chống lãng phí thì những con số ấy cũng không có ý nghĩa gì. Tôi cho rằng cần phải xử lý trách nhiệm với những cá nhân gây lãng phí dựa vào mức độ gây thiệt hại đối với từng trường hợp. Ví dụ, lãng phí gây thiệt hại ở mức nào thì sẽ xử lý hành chính, vượt qua mức nào sẽ phải xử lý hình sự, trở thành tội phạm. Làm nghiêm như vậy mới đủ sức răn đe và ngăn chặn hành vi lãng phí. Phải quy rõ trách nhiệm từng cá nhân, đơn vị này gây lãng phí cái gì, gây thiệt hại bao nhiêu, nguyên nhân gây lãng phí là gì, trách nhiệm thuộc về ai. Còn nếu chúng ta chỉ xử lý vi phạm bằng cách kiểm điểm rút kinh nghiệm hay xử phạt hành chính thì năm nay gây lãng phí rồi, năm sau vẫn sẽ tiếp diễn tình trạng lãng phí. Chiêu hối lộ của trùm đường dây xăng dầu giả. Thưa quý vị, kết luận điều tra giai đoạn 1, chuyên án buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 75 bị can. Trong số này có những người từng là giám đốc doanh nghiệp xăng dầu, cán bộ hải quan và lực lượng thực thi công vụ. Nhìn lại quá trình điều tra, bóc gỡ triệt xóa đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả này mới thấy sự tính toán tinh vi của các đối tượng. Phan Thanh Hữu sinh năm 1957,
từng làm việc tại công ty thủy sản Việt Nam từ những năm 1990, với mục đích phục vụ cho việc buôn lậu xăng, dầu từ Singapore về Việt Nam bằng đường thủy. Năm 2019, Hữu đã hoán đổi tiền góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Lộc Phát để nhận lại 4 tàu thủy cỡ lớn. Có tàu trong tay, Hữu tìm đến Đào Ngọc Viễn, sinh năm 1968 tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện ý định. Hữu biết rõ Viễn đang điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng chuyên vận chuyển xăng dầu, nên quan hệ với một số cá nhân làm trong lực lượng chức năng. Vì vậy không có gì bất ngờ khi Hữu và Viễn ngồi lại với nhau bàn kế buôn lậu xăng dầu từ năm 2019. Để có thêm nguồn lực tài chính và chân trong, chân ngoài, Hữu và Viễn liên lạc với Đại tá Phùng Danh Thoại, trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Phạm Hùng Cường, sinh năm 1966, ngụ thành phố Hải Phòng, cùng một người tên Trọng chưa rõ lai lịch, góp vốn cùng Phan Thành Hữu với tổng số tiền gần 54 tỷ đồng để buôn lậu xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Trong phi vụ này, Hữu và Viễn đã bàn bạc, thống nhất với những người góp vốn bằng tỷ lệ ăn chia theo tỷ lệ 60-40. Hiểu rõ về quy trình hoạt động vận chuyển xăng dầu trên biển, Viễn đã giao cho Nguyễn Minh Khoa, sinh năm 1970, ngụ thành phố Hải Phòng, làm đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn VTB Thuận Phát để ký hợp đồng thuê tàu Pacific Ocean. Sau đó, công ty này tiếp tục ký hợp đồng cho một doanh nghiệp của Trung Quốc thuê lại tàu Pacific Ocean nhằm che giấu hành vi vận chuyển xăng dầu từ Singapore về Việt Nam. Thuê tàu rồi cho thuê lại vòng vòng như vậy, nhưng thực tế, cơ quan công an đã chứng minh con tàu này chỉ vận chuyển khi có lệnh của Viễn và Phạm Hùng Cường. Việc mua xăng cũng được Hữu tính toán khá kỹ với chiêu mua bán qua trung gian để che mắt cơ quan chức năng. Hữu thường hẹn một người Trung Quốc tên là A Hùng, đại diện chủ hàng tại Singapore ở Việt Nam, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, để giao tiền mua xăng lậu, mỗi lần từ 400.000 đến 1 triệu 200.000 đô. Mỗi tháng, nhóm của Hữu nhập lậu từ 3 đến 6 chuyến, mỗi chuyến từ 3,8 đến 5 triệu lít xăng. Việc vận chuyển cũng được Hữu tính toán rất kỹ khi thuê Đinh Văn Đoàn, sinh năm 1969 tại thành phố Vũng Tàu, làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Nhật Minh, đứng tên các tàu mang tên Nhật Minh để vận chuyển xăng nhập lậu. Sau khi tính toán các cách thức mua bán và vận chuyển xăng lậu về Việt Nam, việc còn lại là phù phép để xăng màu trắng từ Singapore chuyển thành xăng màu vàng nhạt như loại ban bán ở Việt Nam. Nhằm đổi màu cho số xăng nhập lậu, Hữu khai đã mua bột màu vàng cùng dung môi dùng pha chế của một người tên Vinh ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bột màu vàng và dung môi sau đó được Hữu giao cho đàn em hoặc tay chân làm thuê chở về các kho đợi tàu vận chuyển xăng lậu về sẽ pha trộn theo công thức được Hữu ghi chép tỉ mỉ. Để hợp thức hóa số xăng nhập lậu này, Hữu đã sử dụng pháp nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Minh Nhật lập khống hóa đơn vận chuyển xăng cho công ty Phan Lê Hoàng Anh do Phan Thanh Hữu làm giám đốc. Sau đó, xăng dầu được giao cho các lái tàu mang tên Nhật Minh, Ma Mạnh Hưng. Hữu còn thỏa thuận với Nguyễn Hữu Tứ và Lê Thanh Trung, giám đốc công ty Tây Nam, sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp này để xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho công ty Phan Lê Hoàng Anh với số lượng 2 triệu lít. Để có thể lôi kéo Trung vào việc này, Hữu phải chấp nhận điều kiện là cho Trung mượn 10 tỷ đồng để nhập xăng RON 95 hợp pháp về kho, sau đó bán ra cho nhiều nơi khác và không xuất hóa đơn để thể hiện tồn kho luôn ở mức 2 triệu lít. Hữu, Tứ và Trung đã bàn bạc, lập ra kho bãi và thỏa thuận giá bán xăng nhập lậu rẻ hơn giá của Petrolimex từ 2.700 đồng đến 4.000 đồng một lít. Theo điều tra, các bị can lập ra hệ thống các tàu giao nhận hàng từ kho chứa hàng lậu Nam Phong tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An để vận chuyển số xăng lậu này về tiêu thụ. Với thủ đoạn tổ chức hệ thống chặt chẽ như vậy, từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cùng đồng phạm đã vận chuyển xăng nhập lậu đến Vĩnh Long bán cho Nguyễn Hữu Tứ và Trần Thanh Vân với số lượng 198 triệu lít. Số xăng nhập lậu đã được bán ra thị trường là 196 triệu lít, thu về tổng số tiền là hơn 2.794 tỷ đồng. Trong đó, Phan Thanh Hữu hưởng lợi số tiền 105 tỷ đồng. Qua giám định các mẫu xăng thu thập, cơ quan công an xác định các mẫu xăng đều chứa thành phần MTBE vượt ngưỡng tiêu chuẩn của Việt Nam, làm giảm tuổi thọ của động cơ máy, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Muốn thực hiện trót lọt việc buôn lậu số lượng xăng rất lớn, các bị can tiếp cận hối lộ cơ quan chức năng nếu bị theo dõi kiểm tra. Cụ thể, trong quá trình Phan Thanh Hữu điều hành các tàu vận chuyển xăng nhập lậu về tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Hữu Tứ nhận được thông tin lực lượng điều tra chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan đang triển khai lực lượng theo dõi để bắt giữ. Ngay lập tức, Hữu đã có yêu cầu Tứ bằng mọi cách phải tiếp cận Ngô Văn Thụy, đội trưởng đội 3 của Cục Điều tra chống buôn lậu. Tứ đã nhờ Nguyễn Đức Quyền, cán bộ hải quan thuộc đội 3, đã quen biết từ trước đó. Ngày 25 tháng 1 năm 2021,
khi lực lượng của đội 3 triển khai bắt giữ các tàu mang tên Nhật Minh, Cơ Hữu được vận chuyển xăng dầu từ thành phố Cần Thơ đi Vĩnh Long. Tư đã tìm cách tiếp cận được Ngô Văn Thụy để đưa 10.000 đô nhưng bị từ chối. Ngày 26 tháng 1, vợ chồng Tứ đến nhà riêng của Thụy tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để đưa hối lộ một phong bì đựng 10.000 đô và một thẻ ngân hàng có số dư tài khoản là 100 triệu đồng với mục đích xin cho Hữu chở xăng lên Vĩnh Long bán cho Tứ. Sau khi đưa trót lọt số tiền trên, Hữu thông qua Tứ xin gặp Thụy vào chiều ngày 26 tháng 1 tại nhà riêng và đưa cho Thụy 500 triệu đồng. Không chỉ hối lộ cho Thụy để được vận chuyển và mua bán xăng lậu, Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ còn đưa tiền cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu chứng cứ sang cho cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Trung tướng Tô Ân Sô tập trung xử lý người tung tin đồn thất thiệt về chứng khoán. Thưa quý vị, trả lời tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ chiều ngày 30 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, trong các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao hay các vụ án khác thì Bộ đều thông tin rất nhanh chóng, cởi mở trong khuôn khổ cho phép. Liên quan đến các thông tin thất thiệt trong chứng khoán thời gian qua, ông nói, thực tế các tin thất thiệt không chỉ diễn ra ở chứng khoán mà ở rất nhiều các hoạt động trong đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay trên không gian mạng rất phức tạp. Do đó, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp công tác công an để kiểm soát, ngăn chặn, gọi hỏi, răn đe, thậm chí khởi tố những cá nhân tung tin thất thiệt, tin giả, tin chưa được kiểm chứng. Áp dụng các biện pháp từ hành chính đến hình sự theo từng mức độ, cấp độ và trên phạm vi rất rộng, Trung tướng Tô Ân Sô nói. Ông cũng cho hay, Bộ đã có thông tin cảnh báo tương đối đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tin đồn thất thiệt này. Cũng trả lời về các giải pháp để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, giúp thị trường phát triển bền vững, minh bạch sau các vụ việc thao túng cổ phiếu, sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại FLC, Tân Hoàng Minh, Louis Holding, ông Nguyễn Đình Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây, các cơ quan quản lý, cơ quan bảo vệ pháp luật đang xem xét, xử lý, điều tra để có kết luận cuối cùng, thỏa đáng trong thời gian tới. Về trách nhiệm và tổ chức giám sát hoạt động thị trường chứng khoán, ông Chi nói, pháp luật quy định rõ trước năm 2019, theo luật chứng khoán cũ, thị trường tổ chức theo hai lớp là Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Từ năm 2019, luật chứng khoán sửa đổi tăng cường thêm giám sát trực tiếp với công ty chứng khoán khi bắt đầu tham gia hoạt động trên thị trường. Với việc thao túng giá trên thị trường, ông Chi cho hay đã có giám sát và thực hiện cảnh báo xử lý vụ việc vi phạm theo thẩm quyền. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động yêu cầu giám sát, tăng cường giám sát những doanh nghiệp thua lỗ nhưng giá cổ phiếu tăng mạnh, giám sát các giao dịch lớn bất thường. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý thị trường chứng khoán đã kiểm tra xử lý và chuyển tới các cơ quan công an có thẩm quyền như trường hợp FLC, Tân Hoàng Minh, nhóm Louis. Về giải pháp để thị trường phát triển minh bạch, bền vững, Thị trưởng Bộ Tài chính nêu rõ mới đây, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp về phát triển thị trường vốn an toàn, minh bạch nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, Thủ tướng đã giao cho các cơ quan liên quan để quản lý thị trường lành mạnh, không ảnh hưởng niềm tin của nhà đầu tư. Trường hợp cố tình vi phạm thì cương quyết xử lý, không hình sự hóa quan hệ dân sự và kinh tế.